sao không? Đánh gì em ra kia nhá. Đánh băng bó giúp em. Ok rồi đấy. Cảm ơn anh. Món quà này hấp dẫn quá đi. Chắc chắn tụi anh sẽ thích. Hả? Gì cơ? Cái này sức ngoài da thôi mà không sao đâu. Ôi không. Ôi không. Thế nhá, anh đi đây. Ok, bye bye cậu. Ai làm rơi cái bánh to đùng ở đây nhở? Thôi, chẳng quan tâm, về thôi. Em tỉnh rồi đấy hả? Có anh ở đây rồi. Không sao rồi. Chuyện gì vậy? Trời ơi Ed à, cô dám làm như vậy với tôi sao? Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Tạm biệt. Để coi nào. Phản chi đó là Alex. Và thế là hết. Buồn quá đi. Gọi cho anh ấy vậy. Gọi cái gì? Không không không, không được. Không muốn nói tiếng gì cả. Tôi không tin cô đâu. Alex ơi. Những kỷ niệm buồn giờ đây còn đâu. Anh ơi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ. Ê đã. Thì ra là cô. Tôi cũng không cần. Em à, anh nhớ em lắm. Ơ, gì cơ? Ơ, hai người bọn họ. Mình đi đâu anh? Chuyện này là sao? Thì ra hiểu lầm rồi. Như vậy đấy. Coi lại nữa nào. Giận đẹp. Tức quá mà.
coi. Hey. Hả? Không không ạ. À. I am sorry. Đó. Làm thôi. Rất linh hoạt nào. Hả? Ôi không. Trời ơi, cái gì vậy? Cái tên này, đi đến chuyện gì vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi, cô chấm lại phấn đi. Đây đây. Cô mày có hộp phấn. Ủa, ôi trời ơi, cái hộp này. Ở trên bàn đó. Không phải là hộp phấn lúc nãy mình giở trò sao? Cái này là hộp này. Để coi, ôi không. Ok rồi đó, tiếp tục nào. Nghe anh kia. Có nghe không? Ủa, ai vậy? Anh là một ảnh hưởng đến tôi đó. Cô, cấm miệng, tôi sẽ làm tiếp. Cái gì? Không được, phải xử lý tiếng ồn đó mới được. Xong xuôi. Tiếp tục thôi nào. Tưởng vậy là xong hả? Xem đây. Cái tên này hả? Ôi trời ơi, công sức của mình. Giờ tới lượt máy cưa nha. Cô định làm gì nữa hả? Cái đồ láo tét này. Xem nè. Ê, tôi nhảy đẹp chứ ạ? Anh đừng có đăng ký sớm cho chứ. Xem nào. Có rồi. Xem nè. Trời, cô ta, trời, cô ta bắn tiền rồi, chạy à. Đáng đời. À, có cách rồi. Giờ cái này là xong. Ok, tiếp tục thế nào. Trời, đâu ở đây. Kêu tôi rồi. Kêu tôi rồi. Kêu tôi rồi. Chạy đâu cho thoát. Ai đó, kêu bạn. Ôi trời, người buôn cầu hả? Cô ơi, cho tôi vô nhà với. Cô ơi, kêu bạn, kêu bạn, kêu bạn với. Không sống rồi. Lừa lan ở đây rồi.
con khỏi bệnh đi ạ. À. Con gái. Buồn quá đi. Con miếng thức ăn nè của cô phải không? Được, bạn ăn đi. Xem tôi nhảy nè. Con kiến mắc cười. Mật khúc mắt. Lisa. Tại sao vậy hả? Tại sao lúc nào cậu cũng phá đám vậy hả? Mẹ. Mệt quá đây. À, đau quá. Ủa, một quả táo. Mau bỏ con ra, mau bỏ con ra. Mẹ, nhìn con mặc chiếc váy này có đẹp không ạ? Mau trả lại đây, mau trả lại đây. Câm miệng lại, nếu không cút ra khỏi đây. Này cô gái. Dọa con một tí mà đã sợ thế à? Đau quá đây. Cô à, cô có sao không? Tôi xin lỗi nha. Đây là cung điện của cô à? Được rồi, mình về đây. Tạm biệt ha. Chào tạm biệt. Lại có tình yêu rồi ư? Hai đứa đẹp đôi lắm. Cái gì vậy? Chuyện này là sao? Đáng đợi chưa? Hả? Cho người tiêu nè. Ôi chào, đừng có làm đây. Hả? Đây là ôi chào. Ôi chạy thôi. Nè cô gái, cô có sao không? Hãy cưới thần thiếp. Nếu không thì được, tôi đồng ý. Mẹ ơi, mẹ ơi, tại sao lại bắt con với con như vậy? À hả? Ta chính là công chúa xinh đẹp giàu có. Ra ngoài chơi thôi. Xin chào công chúa. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ôi trời đất ơi. Không, trái cây của tôi. Xem đây. Wow, công chúa giỏi quá. Vậy ta đi đây. Đi nhanh vậy. Nặng thế nhờ. Lên xe. Nặng quá. Mệt quá đi. Ước gì có ai giúp. Là Alex. Cảm ơn anh nha. Cùng khiêng nào. Chúng ta mang vào thôi. Bye bye. Cuối cùng cũng xong. Ai kêu cứu vậy? Ta tới đây. Trả lại đây. Mày đi đây nhanh lên. Trời ơi. Cô dám ăn cướp hả? Người dám phá hỏng chuyện của ta ư? Này, làm cái gì đấy hả? Cô ta có nghệ sĩ. Coi như cô may mắn. Anna, nàng đừng lo, có ta ở đây bảo vệ nàng. Em không sao đâu. Ôi, sao xinh thế? Ôi, trái tim mình lại tan nát vì cô ấy rồi. Anh đỡ mặt rồi kìa. Nàng có muốn đi cùng với ta ra đây không? Đi, ta có chỗ này hay lắm. Khung cảnh đẹp quá Alex. Cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Ôm anh một cái nè. Ngắm trăng trong ban ngày. Con gì tuyệt vời bằng. Ôi, con khỉ ở đâu ra này? Anh không cần tức giận, chỉ cần rất hiền, không làm hại ai. Kia, chào bạn khỉ, lại gặp nhau rồi. Cùng ăn chuối nha. Ngon quá.
Hả? Ôi trời, kêu tao ơi. Bất ngờ chưa? Ôi Alex. Hả? Thì con Alex bị phù thủy bắt đi rồi. Làm sao đây? Wow, các bạn sẽ giúp mình sao? Bỏ ra cái gì đây? Sao hả? Dám chống cự à? Đừng có mơ. Ôi, ta không muốn đi đâu. Cho nghe một cháo nè. Ôi, đau quá. Chạy với con thỏ đế đi con. Cái gì vậy? Lợi hại chưa? Mình sẽ bị luộc ở nơi này sao? Nhìn cái mặt hoảng sợ của ngươi kìa. Tiếng gì vậy? Đâu ra cái tỏ vậy? Kẻ nào dám đến ta đó? À, không! Chạy mau! Đáng đời! Hình như mình nhìn thấy cái gì đấy nhỉ? Áp phích ánh sáng đây đấy. Ây à. Cô ấy xinh quá. Oh yeah. Cô ấy phải là của mình. Cái gì đấy? Này, lập bập cái gì đấy? Cô ấy phải là của tao, không đến lượt mày đâu. Mày nói linh tinh à? Muốn đấu không? Đừng có mơ. Mày đâu? Hả? Dạ, có tụi em đây. Đợi trời muốn gì hả? Em đang đùa mà, em đi trước đây nhá. Được rồi anh. Xin mời các ứng cử viên vô đây. Dạ có thần. Của thần ơi. Xin chào. Thần của mình. Ôi trời, công chúa kia sao? Sao mặt cô ta nghe vậy? Ôi trời ơi, lừa đảo, chính chắc là lừa đảo thôi. Hả? Sao thế? Được rồi, được rồi, bay vô. Mang cho tôi. Trời, nhiều vàng bạc vậy. Ai lấy được công chúa, ta sẽ cho người đó rất nhiều vàng bạc. Ây da, đang suy ngẫm. Nhưng mà cái mặt của ta kinh quá đi. Nhiều rồi, tôi đi trước đây nha. Chờ tôi té đi. Quá đen mà. Anna, con bé thật tội nghiệp. Đừng khóc mà. Không, buồn quá đi. Cô à, tôi có khách này. Dạ, làm ơn đừng nhìn tôi. Cô có phải là cô công chúa ở trong cái poster này không? Không, đúng là tôi. Hả? Gì cơ? Cô theo tôi đi. Cô đi chơi cùng với tôi nào. Vui quá đi. Tôi sẽ dẫn cô đi tham quan hòn đảo này. Ôi, trời mưa rồi. Chúng ta vô hang động này đi. Nàng ướt không? Nhìn anh kìa. Hả? Kìa là... Wow, cái cây đẹp quá đi. Mình phải hái một trái mới được. Ồ, gì vậy? Nàng đói không? Ăn đi. Em không ăn đâu. Ăn đi đừng ngại. Miếng thôi đó nha. Hả? Trời, muốn chết mặt nàng biến mất hết rồi kìa. Gì vậy? Em lạ lắm sao? Nhìn đi, nàng thử soi gương dùng nó này đi. Ôi, mặt mình hết mộng rồi. Thật là may quá. Chúng ta đi thôi. Trời, cô ấy là của tôi. Sao nàng đẹp vậy? Tôi không đẹp. Đi thôi anh ơi. Hả? Anna, nàng đồng ý lấy ta làm chồng chứ? À ha, em đồng ý nha. Hay quá đây. Châu báu kia là của ngươi. Dạ thôi, thật không cần đâu ạ. Ta chỉ cần Anna thôi. Hay lắm. Thấy chưa? Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Đến nơi rồi. Wow, trời đẹp. Đẹp trai ghê.
đi chào cô, chỗ ngồi của tôi ở đâu vậy ạ? Mời đi lối này. Cảm ơn cô nha. Cái gì? Hãy đợi đấy. Hả? Hey, đồ ăn của anh đây ạ. Wow, dịch vụ này tốt thật đấy. Cảm ơn cô nhé. Cái gì cơ? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua quán ra. Cái con nhỏ này. Trả trả tôi ra. Ôi. Trời ơi, rớt quần áo rồi. Này. Tôi xin lỗi mà. Phiền phức thật đấy. Cứ anh đây ạ. À, cảm ơn cô nhiều. Sao hả? Cô đừng có đắc ý, chưa biết thắng thua đâu. Để coi. Đẹp trai ghê, phải đó. Nhỏ lì này. Lạnh thế. Anh bị lạnh rồi. Phải làm gì đây nhỉ? Để xem nào. À ha, có rồi. Mau mau thôi. Cô làm gì? Chết thật. Cái màn này tôi sẽ đem cho anh ấy. Cảm ơn nha. Đau quá đi. Đó không được. Ấm quá. Cảm ơn cô nha. Cái đồ bắt chước. Tôi lại thắng rồi. Cô đừng có mơ. Chào kẻ thua cuộc. Cô đừng có mơ đắc ý. Dám đánh tôi hả? Xong rồi. Yếu mà đã gió. Cái đồng hồ của anh đây. Cơ hội của mình đây rồi. Wow, em à, em thật là dễ mến đấy. Ngại quá đi. Sao hả? Mình đợi anh đi công việc xong một lát, xong rồi anh sẽ đưa em đi chơi nha. Wow, nghe hay đó. Chúng ta đi thôi. Cô cười cho đã đi. Để xem trong mắt lên coi. Đến nơi rồi. Wow, hấp dẫn quá đi. Em ăn đi, đừng ngại. Ngại quá. Có khi nào mơ mộng quá à. Người đâu rồi? Gì kia? Anh bạn à? Anh bạn uống với tôi một ly chứ? Cảm ơn anh nhiều nha. Cái gì vậy trời? Giấc mơ của tôi. Hoa hoa vỡ mộng rồi. Wow. Ê, bầu bánh mẹ là sắp nào. Mạnh cái tay lên. Mệt quá. Anh em cố lên. Một chút nữa thôi. Lấy được viên đầu tiên rồi. Viên bầu hưởng này. Viên bầu xanh này. Đây, mày lên thôi. Anh em tuyệt vời quá. Hay, hay quá. Ôi, cái gì đấy? Trời ơi, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Chạy mau anh em ơi, đừng có tạm nữa. Ôi trời ơi. Suýt tỉ gặp ông bạn hả? Trời, ai vậy? Các người, mau mở cái thùng đó ra. Nhanh lên, mau mở cái thùng đó ra và đưa lại cho ta. Hả? Có chuyện gì vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mau dừng tay lại. Tại sao các ngươi dám bước vô vào lãnh thổ của ta hả? Ăn tạm con tớ này đi. Đừng có khẩu nghiệp nữa. Đáng ngon đó. Nhưng mà trả lại cho ngươi nè. Hả? Ai vậy? Wow, thật chàng hoàng tử đó sao? Giả na giả đò cái gì vậy? Hả? Ai mà có thể giữ được đây nhở?
Này cô kia. Cô là cô phù thủy trong truyền thuyết đúng không? Mày muốn gì? Mày nói với ai chậm tụi anh ơi. Không phải cô mới hãm hại công chúa phải không? Đúng là phù thủy quá kìa. Ngươi có biết ta là ai không hả? Không hề hấn gì đâu. Xem đây. Sao? Bắt đi! Bắt nữa đi! Anh Khải ơi! Không phải đâu! Anh nhầm rồi! Xem nào! Nè! Nè! Các người ơi! Làm cho ta nhá! Anh cần đi xa sau đó ném về phía của anh! À không! Ném về phía Hoàng tử! Cố lên! Nha! Hiểu rồi! Trời ơi, trông mặn quá. Bỏ tay ra. Mình xin lỗi. Đồ xấu xa. Đi đâu vậy? Nàng phù thủy ơi, nàng cưới ta nhá. Mang vàng mặc cho bóng vô đây. Nóng quá đi. Tàn bạo, nóng vô nhân đạo. Không thể chịu nổi được nữa rồi. Vậy cho mát. Cũng không đỡ bao nhiêu. Sắp thành khuôn mật luôn rồi. Coi tivi vậy. Có rồi. Hay là mình ra biển chơi đi Alex. Nghịch nước nè, sẵn tiện làm mát luôn. Đi bơi à? Thôi ngại lắm. Cái gì? Thật mất hứng à. Anh ngủ đi một tí cho đỡ nóng đây. Hả? Cái gì vậy? Cứ đẩy anh đi luôn. Làm cái gì đây? Sao phải điêu cách này sao? Thôi, không mới đâu, không mới đâu em ơi. Thôi. Hả? Thôi, không được mới đâu. Hả? Sao vậy? Gì mà không nhúc nhích luôn vậy trời? Đã quá đi. Alex ơi. Ôi trời ơi, mình cứ sợ nước sạch. Cách nào không ta? Có rồi. Biển thì có cái gì thú vị đâu mà cứ thích ra thế nhở? Kia là cứu tôi với Alex, cứu em. Anna, mình phải cứu cô ấy. Chờ anh một tí nhá. Có tác dụng rồi. Cứu em mau lên Alex. Anh tới đây. Nước biển. Gì vậy? Nước biển. Cứu em lẹ đi anh. Không làm được. Mình sợ nước biển lắm. Cứu tôi, cứu mình. Anna, chờ anh một tí. Đừng lấy cái phao rồi đi. May quá. Thế nào mới chiêu thật đấy. Lần tên này. Có chiêu khác. Chào bác kỳ xương. Mình đang ở đâu đấy? Hello anh. Anna. No. Cứu anh ơi, anh sợ nước lắm em ơi. Anh cũng không bao nhiêu gì đâu. Anna. Ôi trời ơi, con tôi. Thực ra là hồi bé mình đã suýt chết đuối. Nên từ đó trở đi anh sợ xuống biển lắm. Mà thôi đi, đừng sợ dáng sống nha. Nhưng mà có một sự thật nữa là vì cứu anh mà mẹ anh đã mẹ đâu rồi? Thì ra câu chuyện đau lòng như vậy. Em xin lỗi anh. Anna. Cứu tôi đi. Cứu mình đi con. Chúng ta phải cứu mình thôi. Anna, cẩn thận đây. Ôi không, đừng mà. Cứu tôi với, cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Mình phải làm sao đây? Mình không thể xuống nước được. Mẹ. Hãy làm đi con. Con hiểu rồi.
Tạm biệt con. Cảm ơn mẹ. Hả? Gì vậy? Anna, chúng ta an toàn rồi. Trời. Hoàng tử Alex. Không phải, chắc mình mơ ngủ. Lisa. Hoàng tử Alex, đã có chuyện xảy ra với công chúa Anna rồi. Ôi, nàng ấy ra đi thật rồi sao? Nàng ấy bỏ ta ở lại rồi. Không, tôi không thể làm điều này được. Ơ kìa, dậy đi. Đã xong. Ôi trời, công chúa Anna. Lisa, Lisa, có ai cứu nàng ấy không? Ơi, thật là mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ai hát đấy nhỉ? Tầm này đâu. Để ta nhảy cho chàng xem nha. Anna. Cô ấy lại làm ta nhớ đến những điệu nhảy của Anna rồi. Người dám cười thần thiếp sao? Múa đẹp quá, múa tiếp đi em ơi. Alex. Anh chỉ nói là anh làm cái gì đâu. Mà đứng lại. Nhưng mà nàng ấy đã ra đi thật rồi. Sao vậy? Hả? Alex. Thức ăn ngon nhưng ăn một mình thì có ý nghĩa gì? Không có Anna nữa rồi. Thằng mang thêm đồ ăn tới cho chàng nè. Bít tết à? Là bít tết đó. Món bít tết. Alex. Cái gì ấy nhỉ? Phải ăn rau đi thì mới giảm cân được. Để cái này thần ăn cho. Mình phải ăn thôi. Nhưng mà lại không muốn ăn nữa rồi. Thật sự không thể nuốt nổi. Thật là buồn chán quá đi. Tôi làm một giúp cho đỡ chán nữa. Alex. Ai đấy nhỉ? Hả? Ai ơi, sao Lisa lại ở đây? Wow, Alex. Nhảy bộ như hổ thì bỏ ra. Sao chàng lại làm vậy chứ? Cô đừng có làm thế, tôi đang chán đời đây. Alex, chàng đi đâu vậy? Đây là giày của Alex. Anna, Anna. Thiếp về rồi nè. Em có phải không? Chuyện gì? Ngày hôm đó ta đã cứu Anna. Không thể như vậy được. À! Oh no. Không. Trời ơi, ngồi muốn giấc đã quá đây. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Biết có ai tới chưa vậy? Tôi chuẩn bị một chút đã nào. Gấp lại chăn màn, dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Trông thật là tuyệt vời quá đi. Chắc chắn người bạn của mình sẽ tặng mình những món quà là siêu việt. Ai tới chịu muốn cái gì vậy? Cánh cửa thằng kỳ ạ. Cái này là cái gì mà trông nó dị thế nhở? Hả? Có người chơi cứu, mình phải nhanh ra. Anna đang gặp cháy sao? Trời, cái đó là không, mình không có muốn đi đâu. Hôm nay là sinh nhật của mình mà. Trời, không có sinh nhật gì nữa. Bọn chúng qua mình là bạn rồi. Bọn chúng không có tới sinh nhật mình. Mình không có muốn chơi với chúng nó nữa.
Ủa gì vậy? Để hắn ta ngủ chút vậy. Lửa cháy lớn quá. Vì cách nào? Thôi không biết mình có thoát ra được không. Có người đến. Anna, tôi cứu cô đây. Thoát rồi. Chạy ra đây, chạy ra đây. Chúng ta cần dập tắt đám cháy này. Anh có cách gì không? Lửa cháy to lắm rồi. Chúng ta phải lên trên đó. Cách này hay đó. Ôi nhìn kìa, chuẩn bị có nước, xuất phát từ đó. Cứu đi, lửa ngừng cháy rồi. Hay quá. Hình như hôm nay là sinh nhật Edward. Quên không, chúng ta phải quên cậu ấy rồi. Ôi, chúng ta quên mất sinh nhật của Edward rồi. Cậu ấy đâu rồi nhở? Sao nhà 11 vậy? Phá tanh, tanh sao là bánh ấy. Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Quên không, đằng sau anh kìa lên. Oh no. Không, kìa đâu. Nhanh nhẹn đó anh à. Hả? Lisa, còn lửa nè, xem chiêu. Tia lửa địa ngục nè. Hay da, hay da. Chưa hết đâu anh à. Tia lửa băng. Tôi né, tôi né. Kia, bên này, bên này. Tới lúc tôi phản công. Thiên băng lửa đâu. Ok, để anh trói cô ta lại. Edward, cậu đây à? Edward tỉnh rồi. Hai cậu, sao lại ở đây? Tớ tưởng hai cậu đang làm nhiệm vụ chứ. Tớ không muốn nhìn mặt hai cậu nữa. Cậu định đi đâu thế? Gì vậy? Edward, bọn tớ có bất ngờ cho cậu đây. Quà sinh nhật nè. Chúc mừng sinh nhật. Trời ơi, tôi cảm động quá đây. Cẩn thận đó Anna. Sao rồi? Nói nhỏ một chút. Ok. Yeah, sẽ tới nhảy đây. Anh giỏi quá đi. Giỏi không? Hả? Sắp lên. Bắt đầu. Sắp bắt. Để coi nào. Cẩn thận đang lấy xa. Là con hồ à? Màu gì đây? Mọi người nhìn nè. Đúng là một bức tranh hoàn hảo. Không thể động. Anna, mình sợ quá đi. Anna ơi, Anna. Chúng đang yêu thiệt đó. Hello. Trời ơi, đáng yêu quá. Dễ thương quá đây. Chào bạn nhỏ. Trời ai vậy? Xin chào mọi người. Xin chào cậu nha. Rất vui được làm quen với cậu. Xin chào. Hả?
Oh no!